chơi lại, chơi lại. Lần này tôi sẽ không lấy cung. Ok. Cay lắm rồi, đánh cay nó lắm rồi. Anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho mình, xuống dưới cho mình viết ra để mình làm nhiều video cho mọi người xem. Mình xem nhá. Ui. Lần này mình cay chúng nó lắm rồi đấy. Chúng nó bị mạnh đấy. Nhưng mà mình sẽ quyết tâm đánh được nó. Lần này phải đánh được nó. Lần này chơi cho máu luôn. Đánh. Mình đang cáu chúng nó. Mình phải làm cho nó máu. Mình phải lên cho nó cáu giận. Mình phải đánh cho mình hết cáu. Và lính giáo đó đã cáu. Ui, nó chưa đến ra để giáo. Của mình rất là đẹp như cái mất kẹp, và của nó rất là đỏ như cái trỏ. Trỏ không biết cái trỏ là cái gì nữa, ai biết thì comment xuống dưới cho mình biết nha. Lấy dao thôi. Vào lấy dao. Ôi, dao ra rồi. Yeah. Lấy dao. Chuẩn bị. Ui, cái gì vậy? Nó lên à? À không phải, nó ra chỉa, nó chơi mình rồi, chơi mình đấy là chơi mình đấy, nó chơi mình vào cái video trước mà mình hay chơi nó ấy. Ok, đã đủ. Và tôi tiếp theo biết là lấy gì không hả anh em? Đó chính là khủng lô. Ok, sẽ lấy khủng lô. Người khủng lô. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video hay nhé. Tôi màn giáo đi chơi đấy. Nó lùi xuống để cho khủng lô có đường đi. Các bạn thấy gì chưa? Kể chia sẻ video đấy đấy. Nó có lửa xịn thật đấy, mình này chả thích, nhưng mà tượng của mình to hơn tượng nó. Nhưng mà nó có khủng lô nữa. Nó có khủng lô lửa. Ui, thằng kia tầm thể dục kìa. Tượng của mình tượng. Ui, sắp hết vàng rồi anh em. Ui, sao nó vẫn nhiều vậy? À, hiểu rồi. Cái kia là cái con chim. Buộc chim thì của mình nó nâng cấp lên nên nó đào rất là nhanh nên nó lên vào rất là chứ ít lên của chúng nó nâng quốc chim của nó cũng nâng cấp ấy, nên nó cũng cần nhiều vàng như này. Úi chúng nó được kiếm tiếp. Nhìn nhé. chạy cho một cái tinh quả lết. Đấy lấy sao? Ui gì vậy? Đừng đậu. Bay ra với. Rồi bạn lên này đánh cái bạn này, lên đánh cái bi. Ui ta sợ quá, ra đây bạn đánh cái mông của ta này, lêu. Đây rồi bạn đánh cái mông ta này, lêu. Nó phù thủy anh em. Đào vàng nhanh cỡ Trinh yêu cô Trinh thương. Đào vàng nhanh cô Trinh yêu cô Trinh thương. Đào vàng chậm cô Trinh ghét cô Trinh đánh đòn đấy. Lên nhanh cô Trinh yêu cô Trinh thương. Bị tượng phá. Mình đánh được tượng đó thì cô Trinh thương. Cô Trinh yêu cô Trinh thương. Đấy là mình bị tượng của chúng nó đấy thì cô Trinh ghét cô Trinh đánh đòn đó người nha. Mạnh đánh mạnh vào rồi cô Trinh yêu cô Trinh thương đấy. Đánh mạnh vào cô Trinh yêu cô Trinh thương này. Anh em nhớ kênh ủng hộ cho mình nha. Ui nó chạy về. Chạy về. Video này mình phải thắng. Đánh được tượng của nó thì cô Trinh yêu cô Trinh thương. Không đánh được tượng của nó thì cô Trinh ghét cô Trinh đánh đòn đó mọi người ạ. Nhiều không? Thì ai nhưng cô Trinh là ai thì cô Trinh là tượng. Cái mình đang đánh cái kia. Đấy. Đấy đây cô Trinh đây, cô Trinh yêu cô Trinh thương đấy và cô Trinh một lại cô Trinh đánh đòn cho mà xem. Trước một tên của anh em ạ. Con thằng kia sắp mất máu rồi. Cố lên, con thằng rồi, cô thằng là đủ rồi. Bây giờ là mình phải thắng luôn, mình không lấy cùng phải thắng. Thắng rồi. Ui! Ui! Mình dám xuống nha anh em. Ui yeah. Ui! Cực khó rồi anh em ạ. Ok, bye bye.